có bệnh lý tim mạch đi kèm thì cái tỷ lệ tử vong, cái tỷ lệ tử vong do tim mạch cũng như tỷ lệ tử vong do bệnh COVID sẽ tăng lên. Và đồng thời vừa có sự khác biệt giữa hai nhóm bệnh nhân, nếu là bệnh nhân nữ á, thì tỷ lệ tử vong nó sẽ thấp hơn là so với bệnh nhân nam, và tỷ lệ tử vong nội viện nếu bệnh nhân mắc COVID là tăng lên khoảng 62% so với những cái bệnh nhân mà không có bệnh COVID. Thì đây là một, cũng là một cái nghiên cứu để cho chúng ta thấy là cái một cái phân tích gộp và tổng quan hệ thống ở những cái bệnh nhân mà mắc COVID, thì cho chúng ta thấy nếu như bệnh nhân có những cái bệnh đồng mắc, ví dụ như bệnh xin lỗi để em nếu như bệnh nhân, những bệnh nhân mà có những cái bệnh đồng mắc thì tỷ lệ tử vong nó sẽ gia tăng lên. Ví dụ như ở đây cái nhóm bệnh nhân này chúng ta thấy, mọi người có thấy cái màn hình bị treo không ạ? Có cái hình nó bị che che khúc sau đi. Người có thấy nhìn thấy màn hình rõ chưa? À, thấy rõ rồi Lục ơi. À, thì nếu như những bệnh nhân mà có từ nhiều yếu tố bệnh nền trước đó, ví dụ như bệnh nhân mà có từ hai yếu tố bệnh nhân nền thì tỷ lệ tử vong nó tăng lên 13%. Nếu bệnh nhân có 5 yếu tố nền thì tỷ lệ tử vong tăng lên 14%. Và nếu bệnh nhân có từ 6 cái bệnh nền trước đó thì tỷ lệ tử vong sẽ tăng lên là khoảng 21%. Và đây cũng là một cái phân tích gộp và tổng quan hệ thống cho chúng ta thấy những cái bệnh nhân COVID thì có những cái tỷ lệ biến chứng về tim mạch, và chúng ta thấy hàng đầu đó là biến chứng về tăng huyết áp và những cái bệnh lý tim mạch đi kèm. Và qua đây chúng ta thấy là cái, bệnh bệnh nhân mà có bệnh COVID thì tỷ lệ biến chứng do tăng huyết áp là 29% với B nhỏ 0,05, và biến chứng của suy tim là khoảng 10% và với B nhỏ 0,05. Và người ta cũng nhận thấy rằng những cái bệnh nhân mà có bệnh COVID thì xuất hiện các biến chứng tim mạch là sau 15 ngày. Và lý do chúng ta biết lý do bệnh nhân mà nhập viện chính ở bệnh nhân suy tim mà không do COVID đó, thì đó là chính là tình trạng sung huyết, và không phải lúc nào chúng ta cũng phải chẩn đoán dễ dàng tình trạng sung huyết cũng như tình trạng suy tim ở bệnh nhân, và sớm phải dễ dàng giữa cái suy tim cấp và cái bệnh nhân nhiễm COVID có ARDS. Thì chúng ta xin đi phao phần thứ hai, đó là ở những cái bệnh nhân suy tim cấp mà không có COVID. Thì qua cái bảng này cho chúng ta thấy các nghiên cứu về tỷ lệ tần suất tử vong cũng như là tái nhập viện ở bệnh nhân, như chúng ta thấy tỷ lệ tử vong nội viện nó sẽ dao động từ 3 cho tới 8,7%, và những cái bệnh nhân mà phải tái nhập viện thì nó cũng tăng dần theo thời gian, ví dụ như ở 30 ngày là khoảng 6% và lên tới 38% ở tháng thứ 6. Và đây cũng là một cái bảng cho chúng ta thấy cái tần suất tử vong qua các nghiên cứu, và tử vong nội viện cũng dao động từ 4 cho tới khoảng 7%, và có những cá biệt là lên tới 11%, và tỷ lệ tử vong sau đó sẽ tăng dần theo thời gian, ví dụ như sau 1 năm có khi tỷ lệ tử vong lên tới 36%. Thông thường những cái bệnh nhân mà nhập viện chúng ta về tình trạng là suy tim cấp hay là suy tim mất bù cấp thì thường là có yếu tố thúc đẩy, ví dụ như bệnh nhân có hội chứng bệnh cấp, bệnh nhân có đoạn nhịp nhanh hay là có tăng huyết áp, cũng như tình trạng nhiễm trùng, ví dụ như viêm phổi hay nhiễm trùng huyết, hoặc là những cái bệnh nhân không tuân thủ điều trị cũng như là không có yên lạc, bệnh nhân ăn mặn mất, hay là cái bệnh nhân mà có rối loạn nhịp. Tỉnh Và đặc biệt chúng ta thấy những bệnh nhân nghiện rượu hay là sử dụng lạm dụng cái thuốc giảm đau không steroid cũng như là cái giảm đau steroid, và đồng thời chúng ta thấy những cái rối loạn chức năng tuyến giáp hay là bệnh lý tiểu đường hay suy thượng thận cũng như những cái bệnh nhân mang thai thì cũng làm tăng cái yếu tố nguy cơ thúc đẩy cái chuyện suy tim cấp. Về phân loại suy tim cấp thì chúng ta thấy những cái hiệp hội khác nhau sẽ có những cái phân loại khác nhau, ví dụ như hội tim mạch châu Âu thì chúng ta thấy chia ra phân loại suy tim cấp thành 5 6 thể lâm sàng, ví dụ như suy tim mất bù cấp hoặc là đặc cấp của suy tim mạng hay là phù vỡ cấp, suy tim tăng huyết áp, sốc tim hay là suy tim phải đơn độc cũng như là suy tim cấp liên quan tới hội chứng bệnh cấp. Còn ACC của hội tim mạch Hoa Kỳ thì chia làm 3 thể cho đơn giản hơn,
ví dụ như là quá tải thể tích, hay là cái thể thứ hai là bệnh nhân có tụ huyết áp hay là giảm cung lượng tim nặng, và cái thể thứ ba là kết hợp hai thể trên. Trong Rawol thì tác giả cũng chia ra làm ba cái thể chính là suy tim mất bù cấp, suy tim cấp ở bệnh nhân tăng huyết áp cũng như là choáng tim. Thì những mỗi thể nó có những cái đặc điểm lâm sàng khởi phát cũng như những cái dấu hiệu, những dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng để cho chúng ta gợi ý là thuộc ở thể nào. Về lâm sàng thì để cho dễ nhớ thì tác giả có một số tác giả đưa ra ba cái dạng chính suy tim cấp ở có bệnh nhân tăng huyết áp. Và cái thể này ta gọi là cái thể thể mạch máu, suy tim gọi là suy mạch máu. Cái thể thứ hai là cái thể suy tim cấp mà có huyết áp bình thường, và cái thể thứ ba là suy tim cấp mà tụ huyết áp hay là choáng tim. Thì dựa vô chúng ta phân biệt như vậy để chúng ta áp dụng trên lâm sàng và giúp chúng ta điều trị dễ dàng hơn. Đầu tiên là cái suy tim cấp mà bệnh nhân có tăng huyết áp, như chúng ta biết là khi mà bệnh nhân có co động mạch ngoại biên và cái giường mạch máu tạng cũng như là sự giãn nở trong hệ thống tĩnh mạch, nó sẽ làm tăng cái tiền tải cũng như làm tăng cái hậu tải, từ đó sẽ làm tăng cái áp lực trong buồng tim trái và buồng tim phải, từ đó nó sẽ làm tăng áp lực trong hệ tuần hoàn và dịch nó sẽ thoát ra ngoài tụ dịch ở phế nang và gây ra phù phổi. Còn suy tim cấp ở những cái bệnh nhân mà có huyết áp bình thường thì đây là một cái dạng mà cái xung huyết là cái ưu thế, và cái thể mà tăng huyết áp, suy tim cấp mà tăng huyết áp thì nó gọi là tái tái phân bố dịch, còn cái thể mà xung huyết thì nó gọi là tụ dịch. Chúng ta biết là suy tim xung huyết nó sẽ tích tụ dịch ngoài ngoại bào, từ đó thì nó sẽ làm tăng cái áp lực đổ đầy của tim, và khi mà áp lực đổ đầy tim ảnh hưởng của chức năng tâm thu, chức năng tâm trương cũng như là cái dung tích của hệ tĩnh mạch, và đồng thời khi suy tim sẽ làm tăng kích hoạt của hệ thần kinh hoạt môn, tăng giữ muối nước, từ đó sẽ tăng cái thể tích huyết tương, và khi tăng hoạt hệ thống kinh giao cảm nó sẽ gây ra co động và tĩnh mạch, sẽ gây tái phân bố mạch máu từ mạch máu tạng đến hệ tuần hoàn, và hậu quả cuối cùng là sẽ là tăng cái thể tích tuần hoàn hiệu quả và tăng áp lực đổ đầy tim, từ đó gây tình trạng xung huyết. Thì người ta tóm tắt một cái bảng so sánh giữa cái suy tim cấp có tăng huyết áp cũng như là suy tim cấp mà có huyết áp bình thường. Như chúng ta thấy ở những cái bệnh nhân mà suy tim cấp có tăng huyết áp thì chúng ta thấy là triệu chứng khởi phát rất là nhanh, trong khi đó cái nhóm bên này khởi phát chậm hơn. Và đặc điểm nữa là thường là những cái bệnh nhân mà suy tim cấp là hay có bệnh lý tăng huyết áp, đó thì bệnh nhân thường là điều bị kiểm soát huyết áp kém, và thường là bệnh nhân nhập viện với chúng ta trong những cái đợt đầu tiên của bệnh. Tuy nhiên cái nhóm bên này thì thường là nhập viện tái đi tái lại và triệu chứng khó thở tăng dần. Đương nhiên là cái bên nhóm tăng huyết áp thì huyết áp sẽ tăng, còn bên đây là huyết áp bình thường. Và thể tích tuần hoàn hữu hiệu ở bệnh nhân mà có tăng huyết áp thì thường là không có tăng nhiều, trong khi đó cái nhóm bên kia thì tăng rất là nhiều, và cái phân suất tống máu ở bệnh nhân mà suy tim cấp có tăng huyết áp thường là bình thường, trong khi đó nhóm mà có huyết áp bình thường là cái nhóm này thì tăng huyết áp thì có tình trạng là dư dịch rất là nhiều và phù phổi, và cái dấu hiệu mà phù phổi cấp thì ở nhóm tăng huyết áp thì rất là rõ, trong khi cái nhóm kia thì ít rõ hơn, và đáp ứng ở cái nhóm tăng huyết áp là đáp ứng rất là nhanh, rất là ngoạn mục, trong khi đó cái nhóm kia thì đáp ứng rất là chậm. Thì ESC 2016 cũng đưa chúng ta một cái cách tiếp cận để cho chúng ta dễ dàng tiếp cận bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ suy tim cấp thì chúng ta xem bệnh nhân có sốc tim không. Nếu như bệnh nhân có sốc tim thì chúng ta sẽ cần cái hỗ trợ tuần hoàn. Nếu bệnh nhân không có sốc tim thì chúng ta xem có bệnh nhân có siêu hấp không. Nếu bệnh nhân có siêu hấp thì chúng ta hỗ trợ hấp, ví dụ như SpO2 dưới 90% chúng ta sẽ thở oxy. Nếu mà không cải thiện chúng ta sẽ cho thở nếp, và nếu không cải thiện nữa, nếu thất bại ví nếp thì chúng ta sẽ cho thông khí cơ học qua bạch nội khí quản. Và nếu mà bệnh nhân có siêu hấp hay siêu tuần hoàn thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân nhập nhập ICU hay là nhập CCU, và sau đó chúng ta cần phải tìm cái những cái nguyên nhân gây ra tình trạng suy tim cấp này. Ví dụ như người ta đưa cho mình một cái ký tự rất là dễ nhớ, ví dụ như SAM đó, thì ví dụ như bệnh nhân có hội chứng bệnh cấp nè, tăng huyết áp cấp cứu, rối loạn nhịp, hay là những cái nguyên nhân cơ học hay là thuyên tắc phổi. Còn nếu như chúng ta tìm được những cái nguyên nhân trong cái SAM này thì chúng ta sẽ điều trị đặc hiệu những cái nguyên nhân đó, còn nếu mà chúng ta không có thấy những cái nhóm nguyên nhân này thì chúng ta chẩn đoán xác định suy tim và chúng ta điều trị suy tim. Thì điều trị suy tim chúng ta thấy sẽ tiếp cận theo cái tình trạng là bệnh nhân có xung huyết hay không xung huyết nè. Nếu mà có xung huyết là xếp vào nhóm wet, rồi nếu không xung huyết thì xếp vào nhóm dry. Còn nếu bệnh nhân coi có giảm tưới máu hay không, nếu mà có giảm tưới máu là cold, còn nếu mà không giảm tưới máu thì là xếp vào nhóm warm. Và ESC 2016 cũng cho chúng ta một cái biểu đồ rất là rõ để chúng ta hướng chúng ta tới tình trạng xung huyết của bệnh nhân và điều trị suy tim xung huyết cho bệnh nhân. Ví dụ như nếu mà bệnh nhân có hiện diện xung huyết thì chúng ta sẽ xếp vô bệnh nhân là nhóm này là nhóm ướt, là nhóm quét, và nếu mà ngược lại thì nhóm khô sẽ điều trị tương đối dễ dàng hơn. Thì trong cái nhóm quét này, nếu mà bệnh nhân mà có không có giảm tưới máu mô thì chúng ta sẽ giống như chúng ta mới vừa trình bày hồi nãy là chia ra là wet and warm, thì chia làm hai thể. Còn nếu như bệnh nhân mà
mà vừa có ướt mà vừa có giảm tưới máu mô thì đây là nhóm rất là nặng và bệnh nhân có thể vô vô chón và điều trị rất là khó khăn. Thì giống như hồi nãy chúng ta thấy, nếu mà bệnh nhân có sung huyết và không có giảm tưới máu mô, không có giảm tưới máu thì chúng ta xem coi nó thể nào là chính. Nếu mà thể tăng huyết là chính thì đầu tiên của chúng ta là dùng giãn mạch, sau đó là loại tiểu. Còn nếu như bệnh nhân này cũng là ướt và ẩm và ấm nhưng mà bệnh nhân này là sung huyết là chính thì điều trị đầu tiên của chúng ta là loại tiểu, sau đó mới là giãn mạch. Và cái nhóm này là cái nhóm cực kỳ nặng, thì vừa vừa có máu mô mà vừa có xung huyết, mà nếu mà bệnh nhân có huyết áp thấp thì đây là cái nhóm nặng nhất, là bệnh nhân sẽ rơi vào choáng tim, lúc đó chúng ta phải cần cái dùng inotrop cũng như là dùng thuốc co mạch. Và nếu bệnh nhân mà không có huyết áp tương đối chấp nhận được thì chúng ta có thể sử dụng giãn mạch và lợi tiểu. Và chúng ta sẽ đi qua cái phần phần quan trọng là cái phần mà suy tim cấp ở cái bệnh nhân COVID. Thì chúng ta biết nếu bệnh nhân mà nếu như bệnh nhân COVID thì cũng sẽ có những cái biến chứng tim mạch, và ngược lại nếu những bệnh nhân có những cái bệnh nền trước đó thì sẽ làm tăng cái tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ nhập viện ở bệnh nhân COVID. Như chúng ta đã trình bày phần trước, những cái bệnh lý mãn tính đó, ví dụ như bệnh phổi mãn tính là suy tim, là hay là những bệnh nhân mà cần phải phẫu thuật, hoặc là những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh mạch máu não nó theo đường hay là béo phì vân vân. Thì đây là một cái nghiên cứu, chúng ta thấy là cái nghiên cứu này của tạp chí điều dưỡng tim mạch châu Âu thôi. Thì người ta làm nghiên cứu xem là những cái bệnh nhân nội viện cũng như những bệnh nhân nặng á, những bệnh nhân ICU á, thì liệu suy tim có nó làm tăng cái tỷ lệ tử vong hay không. Thì cái nghiên cứu này cho thấy là nếu mà bệnh nhân mà có suy tim á, thì tỷ lệ tử vong là 64,3%, nếu không suy tim là 44,6% và B nhỏ 0,01. Và cũng tương tự những bệnh nhân nhập ICU nặng thì chúng ta thấy là tỷ lệ, nếu mà bệnh nhân có suy tim thì tỷ lệ tử vong cũng cao hơn là bệnh nhân không có suy tim. Thì đây là một cái phân tích gộp và tổng quan hệ thống cho chúng ta thấy là cái tình trạng suy tim cấp ở bệnh nhân COVID nó có tỷ lệ nó có cao không. Thì cái nghiên cứu này cho chúng ta thấy là tỷ lệ mà suy tim cấp ở bệnh nhân COVID lên tới 20,2% và nó làm tăng cái tỷ lệ tử vong nội viện trong thời gian ngắn. Một nghiên cứu khác được đăng trên tạp chí New England thì chúng ta thấy tỷ lệ tử vong COVID-19 ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch thì như thế nào. Như chúng ta thấy là qua cái biểu đồ này, qua cái hình này, chúng ta thấy là rõ ràng là suy tim xung huyết nó làm tăng cái tỷ lệ tử vong, nó là một cái yếu tố nguy cơ tiên đoán độc lập, và cái tỷ lệ tử vong nó tăng lên gấp 2,48 lần. Chúng ta xin lược qua một chút xíu về cái cơ chế của tổn thương cơ tim cũng như cơ chế suy tim ở bệnh nhân COVID thì như thế nào. Như chúng ta thấy hình bên trái này, chúng ta thấy số 1, 2, 3 đó, thì giống như bác sĩ Công Duy có nói là SARS-CoV nó sẽ xâm nhập qua cái tế bào của ký chủ nhờ vào cái men men chuyển ACE2. Sau khi nó xâm nhập vào tế bào ký chủ thì nó sẽ xâm nhập vào đâu? Đầu tiên nó sẽ xâm nhập vào tế bào nội mô và tế bào màng ngoài tim. Nó sẽ làm rối loạn chức năng nội mô, rối loạn chức năng vi mạch cũng như là rối loạn chức năng mạch máu lớn, và đồng thời cùng với cái phản ứng miễn dịch nó sẽ tạo ra các interleukin, ví dụ như interleukin 6, 7, 22, và từ đó nó sẽ làm mất ổn định của cái mảng xơ vữa, và chính điều này sẽ gây ra hội chứng bệnh cấp. Cái nơi mà tế bào COVID nó xâm nhập nó lên tiếp theo cái tế bào phổi, thì ở tế bào phổi nó khi mà nó xâm nhập nó sẽ gây ra một cái phản ứng viêm hệ thống, cùng với cái chuyện mà đáp ứng quá mức của tế bào miễn dịch thì nó sẽ tạo ra cơn bão cytokine và phóng thích các interleukin 6, 7, 22 vân vân. Từ đó nó sẽ gây ra tình trạng gọi là viêm cơ tim, và đồng thời những cái tế bào T này nè hoạt hóa và cộng với cái đại thực bào nó sẽ xâm nhập vào trong cái tế bào cơ tim và nó sẽ gây ra một tình trạng là viêm cơ tim tối cấp. Và cái nơi mà virus nó xâm nhập thứ ba đó là nó xâm nhập trực tiếp vào tế bào cơ tim, nó sẽ gây tổn thương cơ tim và đồng thời nó sẽ gây rối loạn chức năng cơ tim, và từ đó nó sẽ gây ra tình trạng rối loạn nhịp. Thì hội chứng vành cấp cũng như viêm cơ tim, tổn thương cơ tim cùng nhau nó sẽ làm dẫn tới tình trạng gọi là suy tim của bệnh nhân. Thì cái bản này cho chúng ta một cái nhìn bao quát hơn về cái những cái giai đoạn, những cái triệu chứng lâm sàng cũng như những cái dấu hiệu chúng ta tìm thấy, cũng như cái pha chúng ta thấy là những cái pha khởi đầu là cái pha virus và những cái pha sau, từ lúc mà bệnh nhân mắc bệnh cho tới những cái thể nặng hơn thì đó là cái pha và đáp ứng của ký chủ. Và chúng ta thấy cái tình trạng mà tổn thương cơ tim thường là chúng ta thấy ở cái giai đoạn từ trung bình trở lên là có tình trạng tổn thương cơ tim cấp. Và đồng thời cái bảng này cho chúng ta thấy một cái nhìn rất là tổng quát về ví dụ như cái thời gian ủ bệnh trung bình của bệnh nhân là khoảng 7 ngày, nhưng mà
có thể ủ bệnh lên tới 14 ngày. Và khi mà virus mà nó có thể phát tán đó, thì khi bệnh nhân chưa có triệu chứng là nó đã có thể lây rồi, và nó sẽ tăng dần, đặc biệt là tăng dần ở tuần thứ hai và sẽ giảm dần ở tuần thứ ba. Và các mặt cơ về tim chúng ta cũng thấy HS nên tăng thời điểm rất là sớm và tăng dần theo thời gian. Và NT-proBNP cũng vậy, nhưng mà nó tăng chậm hơn, tăng thời gian mà nó tăng thường là muộn hơn so với HS-troponin. Thì và nếu mà bệnh nhân nặng thì cái chuyện này nó sẽ tăng càng ngày càng cao hơn. Và cái cytokine này chúng ta thấy nó sẽ phóng thích thành từng đợt chứ nó không có liên tục giống như những cái mặt cơ tim bên trên. Như vậy thì chúng ta tiếp cận ở bệnh nhân mà khi mà bệnh nhân có khó thở cấp mà chúng ta nghi ngờ suy tim thì chúng ta tiếp cận như thế nào? Thì đây là một cái cách tiếp cận rất là thường thấy, chúng ta thấy ở những cái khoa phòng, đặc biệt là mới vừa ở khoa phòng cấp cứu chúng ta mới vừa tiếp nhận. Thì chúng ta khi mà chúng ta thấy bệnh nhân nghi ngờ có suy tim cấp hay là khó thở thì chúng ta sẽ đưa vào một cái vùng đệm. Đưa vào cái vùng đệm này thì chúng ta sẽ làm cái test COVID, là nếu bệnh nhân có nhiễm COVID, biết trước nhiễm COVID rồi thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân thẳng vô cái vùng đỏ này. Cái vùng này thì có thể nhập ICU để điều trị COVID hay là nhập những cái khoa mà điều trị COVID nhẹ hơn. Và nếu mà chúng ta thấy là bệnh nhân mà có COVID âm tính thì chúng ta sẽ đưa vào cái vùng xanh. Những vùng xanh này sẽ tùy theo cái bệnh lý của bệnh nhân kèm theo, ví dụ như nếu mà có bệnh lý tim mạch thì chúng ta sẽ chuyển vô cái đơn vị tim mạch. Tuy nhiên chúng ta biết rằng không phải lúc nào chúng ta cũng phải phân biệt được rõ ràng một cách rành mạch bệnh nhân có suy tim cấp hay là những cái bệnh nhân mà ARDS mà có liên quan tới COVID. Thì những cái dấu hiệu mà bên cái bảng bên 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 phía tay trái nè, chúng ta thấy nè, thì những cái dấu hiệu này cho chúng ta thấy là bệnh nhân này nghiêng về cái suy tim hơn là cái ARDS ở bệnh nhân COVID. Ví dụ như những bệnh nhân tân nhân có cái những cái dấu hiệu gì sung huyết, những bệnh nhân mà có cái bệnh sử về suy tim rõ ràng, đồng thời chúng ta có những dấu hiệu cận lâm sàng, ví dụ như thay đổi điện tim, X-quang gợi ý nè, hoặc là những cái dấu hiệu cận lâm sàng khác như BNP và BNP tăng, đồng thời những cái dấu hiệu nhiễm trùng ví dụ như CRP thấp nè hoặc là DDME bình thường, thì chúng ta gợi ý cho chúng ta một cái bệnh nhân này là nghiêng về cái suy tim nhiều hơn. Ngược lại thì những cái bệnh nhân mà có những cái dấu hiệu lâm sàng ví dụ như thở nhanh nè, siêu hấp giảm oxy hay là siêu hấp là toan 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 hấp máu, thì đồng thời với chúng ta thấy là những cái dấu hiệu mà cận lâm sàng ví dụ như CRP, dấu hiệu nhiễm trùng CRP rồi creatinine tăng cũng như là DDME tăng, cái BNP rồi BNP không tăng nhiều, thì chúng ta thấy gợi ý cho những cái bệnh nhân này là nghiêng về ARDS ở bệnh nhân COVID nhiều hơn là những cái bệnh nhân suy tim. Vậy cái đoạn mà ở cái phần giữa này chúng ta rất là khó khăn trong cái chuyện mà phân biệt. Thì những cái bệnh nhân mà thuộc vô cái nhóm này chúng ta cần phải có thể chúng ta ngay từ thời điểm ban đầu chúng ta không tiếp nhận, không không phân biệt rọi được, nhưng mà chúng ta cần phải có những cái động học về các cận lâm sàng để cho chúng ta một cái hướng chẩn đoán chính xác hơn. Thì đây là những cái dấu hiệu chúng ta đã biết ha, những hiệu sung huyết cũng như dấu hiệu giảm tưới máu mô. Vậy thì ở những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 nó có gây tổn thương cơ tim như thế nào? Thì qua cái biểu đồ này chúng ta thấy được cái chuyện gì? Thì những cái bệnh nhân mà troponin thấp thì sẽ tỷ lệ tử vong nó sẽ thấp hơn là so với những bệnh nhân mà có troponin cao. Ví dụ như chúng ta thấy troponin mà lớn hơn 10 lần giới hạn trên thì tỷ lệ tử vong lên tới 61,5%. Và cái đường Kaplan-Meier cho chúng ta thấy một lần nữa là như thế nào. Ở cái đường này là cái đường mà màu vàng này, thì cái nhóm này á, thì là troponin tăng hơn 10 lần, còn cái nhóm mà trên cùng á, nhóm màu xanh á, thì bệnh nhân có troponin bình thường thì rõ ràng là tỷ lệ sống còn ở những cái nhóm màu vàng rõ ràng là thấp hơn rất nhiều so với những cái nhóm cái đường màu xanh. Và đồng thời nếu mà bệnh nhân cùng nhiễm COVID thì sao, nếu bệnh nhân cùng men tim dương tính thì sao? Nếu bệnh nhân chúng ta thấy là hai cái đường màu vàng và cái đường màu tím này nè, thì hai cái đường này đều là những cái bệnh nhân này đều có troponin dương. Tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân có nhiễm COVID-19 thì rõ ràng là cái tỷ lệ sống sót nó thấp hơn là những bệnh nhân ARDS. Chúng ta thấy rõ ràng là ARDS tỷ lệ sống sót còn cao hơn những bệnh nhân COVID mà có troponin dương. Và đồng thời chúng ta thấy có những cái dấu ấn ngoài cái troponin thì chúng ta còn những cái dấu ấn khác để cho chúng ta biết cái tình trạng tổn thương cơ tim ở bệnh nhân COVID-19. Rõ ràng chúng ta thấy những cái nghiên cứu trước, những cái slide trước chúng ta thấy là nếu bệnh nhân có tổn thương cơ tim thì tỷ lệ tử vong nội viện của bệnh nhân là sẽ tăng hơn rất là nhiều so với những bệnh nhân mà không có tổn thương cơ tim. Thì những cái dấu ấn nó ngoài men tim thì chúng ta có LDH, nó cũng là một cái dấu hiệu gợi ý cho chúng ta thấy là có tình trạng tổn thương cơ tim, cũng như những cái creatinine cũng là những cái dấu hiệu gợi ý của một cái tình trạng tổn thương cơ tim. Troponin thì đương nhiên như chúng ta đã trình bày thấy những cái slide trước đó rồi, và myoglobin cũng là một cái dấu hiệu gợi ý cho chúng ta thấy tình trạng tổn thương cơ tim. Vậy thì những cái dấu hiệu này nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân khi mà có nhiễm COVID. Và đây là một cái biểu đồ cho chúng ta thấy lại một lần nữa
cái hình màu đỏ này là những cái bệnh nhân tử vong, và cái đường màu xanh này là những cái bệnh nhân sống còn. Và chúng ta thấy cái đường này, cái tung này là cho thấy là cái men tim. Rõ ràng chúng ta thấy nếu mà men tim càng cao thì tỷ lệ tử vong của bệnh nhân càng cao. Và cái biểu đồ này cũng khá là hay cho chúng ta thấy là những bệnh nhân mà có COVID nhẹ thì thường cho chúng ta thấy là kể cả những bệnh nhân mà mạnh khỏe hay là những bệnh nhân có bệnh tim trước đó thì men tim nó sẽ không có tăng. Tuy nhiên nếu mà bệnh nhân COVID nặng thì men tim nó có thể tăng, nhưng mà nó tăng ở cái một cái mức là không cao so với bệnh nhân có nhồi máu cơ tim hay là viêm cơ tim cấp. Và chúng ta thấy cái biểu đồ này rất là quen thuộc cho chúng ta. Đây là một cái biểu đồ của bệnh nhân nhồi máu cơ tim với cái diễn tiến động học, và chúng ta thấy men tim tăng rất là cao và nó có cái đỉnh và sau đó nó giảm từ từ. À, cái viêm cơ tim thì nó cũng có động học và nó cũng có đỉnh, tuy nhiên nó sẽ tăng không có cao bằng những cái bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Và suy tim thì nó ở tăng ở một mức mức thấp thôi, và nó sẽ dao động quanh một mức thấp chứ nó không có đỉnh. À, như vậy thì cái điểm cắt của chúng ta đối với BNP và RNP thì như thế nào đối với để cho chúng ta chẩn đoán một cái bệnh nhân CT mất một cấp, thì chúng ta thấy cái bảng này, ví dụ như bệnh nhân mà có BNP hoặc là RNP mà dưới BNP dưới 30 hoặc là RNP dưới 300 thì hầu như là loại trừ cái CT mất bù cấp. Trong khi đó cái điểm cắt mà để hướng tới một cái chẩn đoán CT mất bù cấp là BNP là trên 100 và RNP là trên 900. Đối với CT mạng thì cái điểm cắt nó rõ ràng nó thấp hơn, NT-RNP trên 125 và BNP chỉ trên 35 thôi. Đó là dành cho những cái bệnh nhân mà không có COVID. Vậy thì những cái bệnh nhân mà COVID thì cái điểm cắt của BNP thì chúng ta sẽ có điểm cắt là bao nhiêu? Thì đây là một cái phân tích gộp và tổng quan hệ thống cho chúng ta thấy cái điểm cắt ở cái nghiên cứu này nó là 216 picogram trên ml và với B nhỏ 0,01. Một cái nghiên cứu khác ở Anh, một cái nghiên cứu cũng khá là lớn, thì cho chúng ta thấy là tác động của COVID đối với bệnh nhân suy tim cấp thì ở cái điểm cắt của những cái nhóm nghiên cứu này cũng là BNP người ta chọn trên là trên 400. Và khi mà những cái bệnh nhân mà có nhiễm COVID thì rõ ràng là cái đường cong Kaplan-Meier về tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân thì rõ ràng là những cái bệnh nhân mà có COVID thì tỷ lệ tử vong cao hơn là những bệnh nhân không COVID. Và cái hướng dẫn của NICE thì sao? Thì ở NICE, khuyến khuyến cáo của NICE thì chúng ta thấy là để chẩn đoán viêm cơ tim cấp thì ngoài những cái triệu chứng và những cái dấu hiệu của tổn thương cơ tim thì cần có những cái dấu hiệu cận lâm sàng, ví dụ như điện tim có thay đổi nè, gợi ý nè, hoặc là những cái động học của cái troponin. Và đồng thời cái điểm cắt mà của khuyến cáo của NICE thì người ta cũng đưa ra là NT-proBNP là trên 400. Tuy nhiên không phải những cái hiệp tất cả những cái hiệp hội, những cái khuyến cáo của các tổ chức trên thế giới thì đều đồng ý là cái xác nhận cái bio mặt cực tim là làm thường quy ở như tất cả những cái bệnh nhân. Ví dụ như ở cái khuyến cáo của Trung Quốc về chẩn đoán và điều trị COVID thì người ta đồng ý, cũng như WHO là đồng ý cho phép xét nghiệm các bao mặt về tim lúc bệnh nhân nhập viện, cũng như những các khuyến cáo bên châu Á, những cái nhóm lâm sàng về nghiên cứu lâm sàng thì cũng chấp nhận. Tuy nhiên cái hiệp hội tim của Trung môn Hoa Kỳ thì người ta không có cho làm thường quy, mà người ta chỉ làm khi nào bệnh nhân có chỉ định hoặc là khi mà bệnh nhân có nghi ngờ. Kể cả ESC cũng vậy, thì ESC thì những cái dữ liệu nó cũng mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên người ta thấy là nếu như bệnh nhân NT-proBNP cao thì có liên quan tới tình tần suất mà nhập ICU nhiều hơn. Cái nên người ta dựa vô những cái khuyến cáo từ Trung Quốc. Và cái phần tiếp theo là liệu những cái bệnh nhân mà suy tim cấp mà có COVID thì chúng ta thấy là điều trị nó có giống hay là khác so với những cái bệnh nhân bình thường. Thì xin nhắc lại một chút xíu thì gọi là suy tim cấp nó là một biến chứng của COVID như chúng ta thấy ở những cái slide trước đó. Đồng thời suy tim cấp nó cũng thúc đẩy cái bệnh nhân COVID nặng hơn ở những bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch trước đó. Thì suy tim cấp có thể là do cái thiếu máu cục bộ cơ tim này, nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim, ARDS, suy thận cấp, có thể thứ cũng như là bệnh cơ tim do stress hay là bệnh cơ tim do loạn nhịp. Thì bây giờ chúng ta biết là cái điều trị này nó có giống nhau hay không thì đó là cái mà chúng ta cần tìm hiểu. Thì rõ ràng là cho tới giờ thì chưa có, chúng ta cũng trải qua cũng thời gian cũng không phải là quá dài để chúng ta có những cái kinh nghiệm. Tuy nhiên những cái khuyến cáo hiện tại cho tới thời điểm này thì có cái khuyến cáo của châu Âu, họ tim mạch châu Âu, người ta đưa ra những cái khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị ở những cái bệnh nhân tim mạch mà trong cái đại dịch COVID. Thì cái khuyến cáo của châu Âu thì nó nói gì? Thì rõ ràng là họ nói là nếu như bệnh nhân nhiễm COVID mà có suy tim cấp thì điều trị nó không có giống, nó không có khác gì so với bệnh nhân không có nhiễm COVID cả. Và người ta vẫn đồng ý là những cái dấu ấn BNP rồi BNP là một trong những cái dấu ấn là chúng ta cần gọi là cần làm để chẩn đoán bệnh nhân suy tim cấp ở bệnh nhân COVID.
Và để đi tới cái phần cuối cùng thì tôi xin nói một cái chút xíu về cái chuyện mà sử dụng nitroglycerin. Thì chúng ta biết là lợi tiểu là điều trị đầu tay cho tình trạng xuất huyết. Tuy nhiên, glycerin nó sẽ thêm vào cùng với lợi tiểu để làm giảm triệu chứng ở bệnh nhân. Khi chúng ta dùng glycerin dài hạn thì nó sẽ làm ức chế cái phức hợp y này. Khi ở phức hợp y này bị ức chế ở cái ti thể, nó sẽ làm giảm cái reuxac, có nghĩa là cái glutathione 5%. Cái reuxac này á, thì cái glutathione này á, khi nó giảm nó sẽ làm tăng cái phản ứng oxy hóa cũng như nó ức chế cái men ALDH2. Cái men ALDH2 này nó bị ức chế, nó sẽ làm giảm cái NO, đồng thời đó nó sẽ làm điều hòa ngược, nó sẽ làm tăng cái men arginine 2. Khi mà men arginine 2 tăng này á, nó sẽ làm giảm cái L-arginine qua cái inox, và chính cái giảm là chính cái giảm L-arginine này nó sẽ làm tăng cái oxy hóa cũng như làm tăng cái phản ứng nitrit hóa của bệnh nhân, và từ đó nó sẽ làm gì? Từ đó nó sẽ làm tăng cái phosphokinase 2, làm tăng cái men NABH, và đồng thời khi mà tăng NABH lại càng thúc đẩy cái quá trình mà tạo cái men oxy hóa nữa, và tạo cũng như là cái phản ứng nitrit hóa, và từ đó nó sẽ làm cuối cùng nó sẽ làm dẫn tới là gì? Dẫn tới là giảm NO toàn bộ, và nó gây ra một cái thuật ngữ gọi là cái cơn bão sức peroxide, và nó gây ra là mất cái chức năng giãn mạch, mất chức năng giãn mạch, và từ đó gây ra cái tình trạng gọi là loạn thuốc khi chúng ta dùng lâu dài glycerin. Và cái tạp chí thuốc tim mạch của Hoa Kỳ thì người ta nhận thấy rằng nếu mà chúng ta dùng nitroglycerin pha trong glutathione thì cũng giúp điều trị ở những cái bệnh nhân mà suy tim mất bù cấp mà nhiễm COVID. Thay vì chúng ta dùng hiện tại thì các chế phẩm hiện tại chúng ta thấy là nitroglycerin sẽ pha trong dextrose, có nghĩa là pha trong đường 5%, thì người ta đề xuất là nitroglycerin sẽ pha trong